Chào mừng các em đến với kênh Thị Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 8 trang 15-17. Nội dung của bài hôm nay đó là bài 6. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt vấn đề. Trong cuộc sống ai cũng cần có bạn. Tuy nhiên, tình bạn của mỗi người mỗi vẻ rất phong phú, đa dạng. Em hãy đọc và tìm hiểu về tình bạn giữa hai vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản trong câu chuyện dưới đây. Các Marx và Friedrich Engels là hai vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới. Đồng thời, giữa hai ông lại có một tình bạn vĩ đại và cảm động. Engels không những là người đồng chí trung kiên, luôn sát cánh bên Marx trong sự nghiệp đấu tranh chống lại hệ tư tưởng tư sản, truyền bá hệ tư tưởng vô sản, mà ông còn là một người bạn thân thiết của gia đình Marx. Ông luôn có mặt bên cạnh gia đình bạn trong những giờ phút khó khăn nhất. Mặc dù chỉ muốn dành hết thời gian tâm huyết cho sự nghiệp chính trị cao cả và vốn không ưa công việc kinh doanh, nhưng ông đã phải nhận lời cha mình đi làm kinh doanh một thời gian để lấy tiền giúp đỡ gia đình Marx. Chính nhờ sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của ông, Marx đã yên tâm hoàn thành bộ tư bản nổi tiếng của mình. Phỏng theo tình bạn vĩ đại và cảm động, nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội năm 1987. Đó thì chúng ta vừa theo dõi một câu chuyện cảm động về tình bạn giữa Marx và Engels. Rồi sau đây chúng ta sẽ vào cái phần gợi ý. Câu gợi ý đầu tiên đó là: em có nhận xét gì về tình bạn giữa Marx và Engels? Tình bạn đó được dựa trên cơ sở nào? Thì khi chúng ta đọc vào cái câu chuyện ở trên đây thì chúng ta thấy rằng tình bạn giữa Marx và Engels đó là một cái tình bạn vĩ đại và cảm động nhất. Thì cái tình bạn này tình bạn giữa Marx và Engels có được là dựa trên cơ sở đó là thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ nhau, thông cảm sâu sắc với nhau, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái tình bạn vĩ đại và cảm động nhất. Như vậy ở cái câu này chúng ta sẽ trả lời như sau: tình bạn giữa Marx và Engels là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất. Tình bạn đó được thể hiện dựa trên cơ sở là sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, thông cảm sâu sắc với nhau, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Rồi tiếp theo, câu B là: em hãy giải thích thế nào là tình bạn trong sáng và lành mạnh. Thì cái tình bạn trong sáng và lành mạnh thì nó có những cái đặc điểm đó là phù hợp với nhau về cái thế giới quan, về cái quan niệm, về cái lý tưởng sống, về cái định hướng, cái giá trị, bình đẳng và tôn trọng nhau. Rồi tiếp theo nữa đó là chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. Như vậy ở cái câu này chúng ta sẽ giải thích như sau: tình bạn trong sáng lành mạnh có những đặc điểm đó là phù hợp với nhau về thế giới quan, về cái quan niệm, lý tưởng sống, định hướng giá trị, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. Tiếp theo 25A là phần nội dung bài học. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cái cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lý tưởng sống. Tình bạn trong sáng lành mạnh có những cái đặc điểm cơ bản sau đó là phù hợp với nhau về cái quan niệm sống, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. Tình bạn trong sáng lành mạnh có thể có giữa những người cùng giới hoặc là khác giới. Tình bạn trong sáng lành mạnh thì giúp cho con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu
cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn, thì để xây dựng một tình bạn trong sáng lành mạnh, cần có thiện chí và cố gắng từ cả hai phía. Thì tiếp theo sẽ có một câu ca dao nói về tình bạn, đó là: bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi ân cần có nhau. Bạn bè là nghĩa trước sau, tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai. Rồi tiếp theo là ba la mã, là phần bài tập. Thì sau đây là những cái câu 1 là: em tán thành hay không tán thành với các ý kiến sau? Vì sao? A. Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở. B. Bạn bè phải biết bao che, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp. Tình bạn trong sáng lành mạnh dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, chân thành, không vụ lợi, có trách nhiệm, luôn luôn thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ, tiến bộ. Tụ tập rủ rê nhau hội hè, ăn chơi, đàn đứng không phải là tình bạn trong sáng lành mạnh. Tình bạn trong sáng lành mạnh giúp con người sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn. Không thể có tình bạn trong sáng lành mạnh giữa hai người khác giới. Tình bạn trong sáng lành mạnh không thể có từ một phía. Thì ở đây chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ nêu là những cái ý kiến mà chúng ta sẽ không tán thành. Thì ở đây chúng ta sẽ các em sẽ không tán thành với trường hợp nào, với cái ý kiến nào? Thì ở đây chúng ta sẽ không tán thành với cái ý kiến, đó là ý kiến A. Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở. Bạn bè phải biết bao che, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp. Rồi tiếp theo đó nữa là tụ tập rủ rê hội hè, ăn chơi đàn đứng không phải là tình bạn trong sáng lành mạnh. Rồi tiếp theo đó là không thể có tình bạn trong sáng lành mạnh giữa hai người khác giới. Thì những cái ý kiến này, ý kiến A, B, D và E là chúng ta sẽ không tán thành, bởi vì đó là những cái quan điểm, hành động thể hiện tình bạn vụ lợi, không trong sáng lành mạnh. Đó, thì những cái ý kiến này chúng ta không nên tán thành. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về những cái ý kiến chúng ta sẽ tán thành. Ở đây chúng ta thấy ý kiến C: tình bạn trong sáng lành mạnh dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, chân thành, không vụ lợi, có trách nhiệm, luôn thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ nhau tiến bộ. Và câu D: tình bạn trong sáng lành mạnh giúp con người sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn. Và G: tình bạn trong sáng lành mạnh không thể có từ một phía. Nói như vậy, câu G này thì người ta nói là tình bạn trong sáng lành mạnh phải có từ hai phía. Như vậy thì chúng ta tán thành những cái ý kiến này là bởi vì sao? Bởi vì nó là cái đặc điểm tình bạn trong sáng lành mạnh. Nhờ có tình bạn trong sáng lành mạnh mà con người sống tốt hơn, yêu đời hơn. Không thể có tình bạn một phía để xây dựng một tình bạn trong sáng lành mạnh, thì phải có thiện chí và cố gắng từ cả hai phía. Như vậy chúng ta sẽ trình bày lại như sau. Đầu tiên đó là em không tán thành với ý kiến A, B, D và E. Bởi vì đó là cái những cái quan niệm, hành động thể hiện cái tình bạn vụ lợi, không trong sáng lành mạnh. Em tán thành với ý kiến C, D và G vì nó là cái đặc điểm tình bạn trong sáng lành mạnh. Nhờ có tình bạn trong sáng lành mạnh mà con người sống tốt hơn, yêu đời hơn. Không thể có tình bạn một phía để xây dựng một tình bạn trong sáng lành mạnh, mà phải có thiện chí và cố gắng từ cả hai phía. Rồi như vậy chúng ta sẽ qua câu số 2. Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình A. Mắc khuyết điểm và hoặc vi phạm pháp luật. B. Bị người khác rủ rê lôi kéo sử dụng ma túy. C. Có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn rủi ro trong cuộc sống. D. Có chuyện vui. D. Không che giấu khuyết điểm cho em.
E đối xử thân mật với một bạn khác trong lớp. Thì cái câu số 2 này muốn chúng ta là hãy chúng ta sẽ làm gì nếu mà thấy bạn mình trong những cái tình huống ở dưới đây. Ví dụ khi mắc một khuyết điểm hoặc vi phạm pháp luật thì cái tình huống này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chỉ ra những cái khuyết điểm để mà học những cái gì mà bạn phạm pháp luật đó, thì chúng ta tìm cách khuyên ngăn không để bạn tiếp tục mắc khuyết điểm nữa và lao vào rồi vi phạm pháp luật. Và ở câu B cũng vậy, thì chúng ta cũng khuyên bạn là như ở câu A, là cũng phải chỉ ra cho bạn những khuyết điểm và tìm cách khuyên ngăn bạn không để bạn mắc khuyết điểm và lao vào con đường sử dụng ma túy. Rồi tiếp theo, cái tình huống C, có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn rủi ro trong cuộc sống, thì lúc này các em gặp bạn thấy mình bạn mình gặp những cái tình huống này, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ hỏi thăm nè, an ủi động viên và giúp đỡ bạn. Rồi tiếp theo tình huống D, có chuyện vui thì chúng ta sẽ chúc mừng bạn. Rồi tiếp theo tình huống D, không che giấu khuyết điểm cho em, thì lúc này chúng ta sẽ em hiểu, em sẽ hiểu ý tốt của bạn và không giận bạn nữa vì đã cố gắng sửa chữa khuyết điểm đó. Rồi tiếp theo cái tình huống E, đối xử thân mật với một bạn khác trong lớp, thì như vậy thì chúng ta sẽ coi cái việc này đó là một cái chuyện bình thường, là quyền bình đẳng của bạn và không khó chịu với bạn và giận bạn hay cái chuyện về cái chuyện gì đó, về cái chuyện này, chuyện cái chuyện mà bạn đối xử thân mật với một bạn khác trong lớp. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời, sẽ trình bày lại như sau. Ở tình huống A, B là chỉ ra những khuyết điểm hoặc những gì bạn vi phạm pháp luật, tìm cách khuyên ngăn bạn không để bạn tiếp tục mắc khuyết điểm và lao vào con đường sử dụng ma túy. Tình huống C thì em hỏi thăm, an ủi, động viên và giúp đỡ bạn. Tình huống D là em sẽ chúc mừng bạn. Tình huống D là em hiểu ý tốt của bạn, không giận bạn vì cố gắng sửa chữa khuyết điểm. Tình huống E thì coi đó là cái chuyện bình thường, là quyền bình đẳng của bạn và không khó chịu giận bạn về cái chuyện đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua câu số 3, là em hãy sưu tầm một số câu chuyện tấm gương về tình bạn trong sáng lành mạnh và trao đổi với bạn bè. Thì ở đây chúng ta có một cái bài tham khảo về một câu chuyện tấm gương về về tình bạn trong sáng lành mạnh. Đây là một cái tấm gương về tình bạn cao đẹp của hai em học sinh Nguyễn Ngọc Yến và Nguyễn Thị Thùy Dung, lớp 9B, trường Trung học cơ sở Vân Hồ, đã làm nhiều bạn đọc xúc động. Chỉ vì một sự bất cẩn của người lớn mà Dung đã phải mang phục suốt đời. Em không tự đi lại được và giọng nói cũng bị biến dạng. Trong lúc khó khăn ấy, Yến đã đến với Dung bằng một cái tình bạn, một cái tình bạn chân thành. Ngày ngày trên quãng đường gần 1 km từ nhà đến trường, hình ảnh Yến cần mẫn cõng Dung đi học đã trở nên quen thuộc đối với thầy cô và bạn bè. Câu chuyện ấy đã thể hiện, đã hiện diện trong cuộc sống của chúng ta như một cái nốt nhạc đẹp và làm cho mọi người phải nhìn lại và suy ngẫm. Thì đây là một câu chuyện sưu tầm về câu chuyện tấm gương về tình bạn trong sáng và lành mạnh. Rồi tiếp theo câu số 4, là hãy nêu những điều em thấy tự hào về tình bạn của mình. Em sẽ làm những gì để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường. Thì đầu tiên chúng ta thấy những điều những cái điều mà em thấy tự hào về tình bạn của mình đó là như thế nào? Là chúng ta cảm thấy luôn vui vẻ,
hòa đồng và giúp đỡ nhau trong học tập cùng tiến bộ. Rồi chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Rồi khi có chuyện vui buồn thì chia sẻ chúc mừng nhau. Khi ai buồn thì người còn lại sẽ an ủi động viên. Rồi những cái việc mà để cần làm để xây dựng cái tình bạn trong sáng đó là chúng ta sẽ luôn hòa đồng với các bạn nè. Rồi giúp đỡ và chia sẻ với bạn về những cái vấn đề trong học tập cũng như trong cuộc sống. Chia sẻ với các bạn khi bạn có chuyện vui hoặc là buồn. Rồi có những cái hiểu biết nhất định về mối quan hệ khác giới để có được những cái mối quan hệ bạn bè lành mạnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày như sau. Những điều em thấy tự hào về tình bạn của mình đó là: chúng em luôn vui vẻ, hòa đồng và giúp đỡ nhau trong học tập, cùng tiến bộ. Hai người cùng yêu thương, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Tiếp theo đó là khi ai đó có chuyện vui thì chia sẻ, chúc mừng họ. Khi ai buồn thì người còn lại phải an ủi, động viên. Rồi những cái việc mà chúng ta cần làm để xây dựng một cái tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường đó là luôn hòa đồng với các bạn, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn về những cái vấn đề trong học tập cũng như trong cuộc sống. Chia sẻ với các bạn khi các bạn có chuyện vui hay là buồn. Rồi có những cái hiểu biết nhất định về mối quan hệ khác giới để mà chúng ta có được một mối quan hệ bạn bè lành mạnh hơn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 8. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.